Cái túi sách này của mình có giá là trên nửa tỷ. Anh Kỳ Lân ơi, em thấy cái túi này bên mình đẹp quá. Mà có nhiều bạn hỏi ấy, là phụ kiện này nè, mình tháo ra mình bán được không nhỉ? Tất nhiên sẽ là được. Bởi vì đây, tất cả phụ kiện này được Kỳ Lân mình chế tác từ vàng nguyên khối AU750. Vàng công nghệ nén không bọt không xốp, vàng 750, 74.5, nhưng mà cộng với hội ngoại nữa và cộng với công thức riêng để cho ra được cái vàng nó cứng và chuẩn hội ngoại để đền được ánh bóng của vàng hồng Rougeau này. Và những viên kim cương hột xoàn thiên nhiên, đây là những viên mà mình sẽ tuyển chọn từng viên một với những thông số đẹp nhất, lấp lánh nhất, bắt sáng nhất, chiếu nhất để đưa vào bộ phụ kiện này để tạo ra sản phẩm sang trọng đẳng cấp thượng lưu của Kỳ Lân mình. Thì chắc chắn rằng vàng và kim cương là những cái vật phẩm giá trị mà có thể giao dịch được. Cái túi này bao nhiêu tiền vậy anh? Cái túi sách này của mình có giá là trên nửa tỷ đồng Việt Nam. Và bây giờ mình sẽ tháo ra thử nha. Những cái túi khác không làm được điều này, chỉ có túi bên Kỳ Lân mình mới làm được điều này. Ví dụ như không thích những cái phụ kiện này, hết bán đi lấy tiền thì làm sao? Thì bây giờ mình sẽ mở tháo ra, đơn giản là tự mình tháo luôn, không cần ai tháo hết. Bởi vì từng cái phụ kiện này là được thiết kế và thực hiện bởi những con ốc này ráp lại. Thì bây giờ muốn tháo ra thì mình chỉ việc là dùng cây vít và mình vặn ra thôi. Đơn giản. Từng con ốc này cũng là vàng luôn nha. Vàng nguyên khối AU750 luôn. Đây. Tháo từng con ốc ra. Từng con ốc này cũng là vàng nguyên khối AU750 luôn. Một cái khóa này cỡ chừng bao nhiêu lượng vậy anh? Cái khóa này là trên 1/3 vàng đấy. Nguyên khối, nguyên miếng vàng. Nhưng đây là mặt chính có đính full kim cương hột xoàn thiên nhiên mà mình đã tuyển chọn từng viên một nữa.